Đấy là quýt ngon nhất thế giới. Nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc và Nhật Bản là có mặt tại Việt Nam nhá. Cái này đây là cho quả và chín trên cây luôn. Mọi người thấy đây là quả đang chín. Quả quýt chúng này đang chín và hôm nay tôi sẽ hái và ăn thử nhá. Xem hương vị của loại quýt ngon nhất thế giới ở tại Việt Nam sẽ có hương vị như thế nào. Đây mọi người thấy đây, quả rất to luôn. Quả quýt này rất to, bằng gần bằng quả bưởi luôn. Và tôi sẽ hái và sẽ đem đi cân thử xem cái quả quýt này trọng lượng bao nhiêu. Và sau đó sẽ ăn thử xem hương vị như thế nào nhé. Mời mọi người cùng xem nhé. Mọi người thấy đấy, quả rất là to luôn. Quả quýt này rất là to. Có quả này hơi nó còn có quả nó còn hơi xanh một tí. Sáu làng một quả luôn. 600 g. Hai quả thì một. Đây là thành quả sau Đây là thành quả sau 2 năm trong thử nghiệm. Cái loại quýt nổi tiếng nhất và ngon nhất thế giới tại Nghệ An. Và cụ thể là tại Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An. Và sau đây tôi sẽ ăn thử nhé. Ăn thử xem hương vị của loại quýt nổi tiếng nhất thế giới này sẽ ngon như thế nào nhé. Đây là quả mình sẽ ăn, quả to nhất, quả lớn nhất. Quả này là quả lớn nhất. Quả này là trọng lượng là 600 g. Đây là một quả lớn nhất. Ở bản địa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chưa chắc là có những cái loại quả to thế này. Để bóc để ăn cái quả này thì mình bóc. Mình sẽ bóc cho thế này. Đấy. Mọi người không? Đấy. Nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Mọi người thấy đây, cái loài quýt này không có hạt. Điểm nổi trội của loài quýt này là không có hạt và tép rất rạo. Hương vị rất thơm luôn. Hương vị rất là thơm. Mọi người thấy đây, hương vị rất là thơm.
Bên trong thì là không có hạt, loại quýt này không có hạt, nhìn rất hấp dẫn. Rất tuyệt vời mà, rất ngon luôn. Wow. Bóc rất là dễ luôn, không bị nó rất rạo nước, mùi rất rạo nước và sạch sẽ không hạt, ăn rất là dễ. Đây mọi người thấy không? Rất ngon mày ạ. Hương vị rất là thơm, rất là ngọt mọi người ạ. Màu rất là vàng ống luôn, màu sắc rất là hấp dẫn. Bánh này giờ mới hết được một quả, còn một tưng này nữa.
Rất là tuyệt vời mọi người ạ, rất là ngon luôn.